Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp để xem một căn nhà giá rẻ tọa lạc tại đường số 18 Lê Văn Thọ, công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp, phường 8, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có diện tích 4 x 8, sổ hồng riêng, diện tích công nhận trên sổ là 31m2, được xây dựng mới 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng ngủ rộng và nhà được tọa lạc trên con hẻm 3m5 thông. Xe hơi đậu gần cửa, tiện kinh doanh mua bán online mọi ngành nghề. Giá gia chủ đang kẹt tiền Covid bán nhanh sau khi mới sửa xong, sạch đẹp, đó là 2,5 tỷ, còn bớt lọc cho khách mua nhanh. Quý vị, nhà có hướng nam và là cung đông tứ trạch, nhà thuộc đường Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cách công viên Làng Hoa 200m, nhà thờ Hạnh Tông Tây 300m, khu vực nhiều tiện ích, nhà hẻm thông mà lại gần bãi đổ ô tô cho nên rất là ok. Giá 2,5 tỷ là quá rẻ cho một căn nhà có diện tích công nhận tới 31m2. Quý vị đừng ngần ngại alo buổi 0906943839 để đi coi nhà, được để Vũ cung cấp thêm sổ quy hoạch hoặc các thông tin chi tiết khác. Và đừng quên đăng ký kênh Bán Nhà Gò Vấp để xem thêm những sản phẩm khác trong danh sách phát nhà dưới 2,5 tỷ để chọn cho mình và gia đình căn nhà ưng ý. Sau đây mời quý vị tiếp tục xem phim. Thân ái chào tạm biệt quý vị.